ba không nấu cơm, hay chúng ta ra ngoài ăn đi. Mày làm sao nấu cơm? Con dao nằm trong tay tao mà, không thể cắt rau, không thể cắt thịt, ngáp vô bắt tao. Ai đó? Ai đang cười đó? Hả? À. Người này là bạn của con ba. Mày là ai? Bạn của con mà. Bạn của mày? Có phải nói vậy mày làm dữ tan không? Mày là ma quỷ. Chính không mày có. Đã dạy hư con của tao. Phải không? Hả? Mày chết ra coi. Không phải ba. Nhíp xa xa có video mà, có nghe được không? Nghe được, nhưng mà tín hiệu rất yếu. Mọi người nghe đi. Ba, mày quay lén tao. Không phải. Như vậy không xài được. Lúc này micro của Cathy đâu có gì. Lúc nãy cái của Cathy là camera thu nhỏ, kết nối giữa hữu tuyến với thiết bị phát tự động. Nhưng cái này chỉ là micro thường, cho nên rất dễ bị nhiễu. Tao phải chém chết mày. Tao phải trừ hại cho dân. Đừng mà. Tao chém chết mày. Đừng mà. Mày đứng lại. Đứng lại. Mày đứng lại. Cứu tôi với. Đừng sợ, đừng sợ. Từ từ đừng sợ. Đồng nghiệp làm gì? Nhíp xa xa cổ ở trên đó. Đưa cô ấy lấy lời khai đi. Rách ra, làm ơn. Lùi lại. Rách ra, làm ơn. Sao hả? Trương Gia Nghiên, có hứng thú cùng tôi làm tốt câu chuyện hay không? Giờ vàng sắp tới sẽ là buổi trực tiếp bùng nổ nhất 10 năm qua. Hình như tìm được rồi. Tôi lập tức tới quay thử. Hoan nghênh đó xem tin giờ vàng. Tôi là Giang Tuệ Tâm. Hôm nay tin tức chủ yếu gồm vụ việc uy hiếp con tin ở thôn Mỹ Thiện Trà Quả Lĩnh. Nghi phạm vẫn đang đối đầu với cảnh sát. Chị Mai không nói theo thoại. Các máy nhắc bài đi. Chúng ta xem lại quá trình vụ án trước, đồng thời nghe ý kiến của chuyên gia. Vào chiều hôm nay khoảng 1:30, có một cảnh sát khi tới hiện trường xử lý việc khiếu nại tiếng ồn, nghi ngờ bị tấn công. Sau đó phóng viên chúng tôi đến hiện trường theo dõi vụ việc, phát hiện vụ việc lần nữa. Ngoài ra còn thấy nghi phạm từng giơ súng bắn. Sau đó xác định là súng đồ chơi. Tuy chỉ là một sự hoảng sợ, nhưng mấy năm gần đây cũng có không ít vụ việc tương tự, cũng dính líu đến súng giả thành súng thật, thậm chí là sử dụng lẫn lộn. Điển hình như vụ cướp tiệm đồng hồ ở tiệm Sa Chuyển năm ngoái, chứng tỏ kỹ thuật làm súng giả càng lúc càng thật. Đa số người dân cũng rất khó dùng mắt thường phân biệt. Vừa rồi cũng đã đề cập, con của nghi phạm với sự đồng hành của phóng viên chúng tôi bước vào trong căn nhà. Nhưng không bao lâu đàm phán thất bại. Đối với phóng viên của chúng tôi, Hứa Thi Tình, trong thời gian đưa tin đã ảnh hưởng đến sự bố trí của người được phỏng vấn và cảnh sát. Nhưng đây tôi xin lỗi quý vị, lát nữa quay lại sẽ cùng mọi người xem lại tình hình ở hiện trường. Hẹn gặp lại. Nhắc chữ cũng không có, anh làm việc vậy sao? Đó là do chị không nói theo thoại. Tự tung tự tác chỉ biết bản thân, có lập trường của mình là lập trường của công ty. Sao hả? Rồi sức mình gọi cho hiểu gì? Cathy xài xong thì bỏ sao? Tôi dập lửa giùm anh thôi, không xin lỗi chắc chắn sẽ rắc rối dài dài. Anh là chủ nhiệm tổng biên tập, những chuyện này vốn dĩ do anh làm. Trách nhiệm thì anh không muốn gánh, quyền thì anh muốn nắm trọn, đâu có lợi như vậy. Chị có công việc của chị, tôi có công việc của tôi. Chúng ta làm đúng một phần của mình, chị đừng có lấn sân. Đúng là anh lên chức, nhưng không ai phục. Đúng là tôi đã rút lui, nhưng anh cũng thấy bây giờ chiếc ghế của tôi giá nào cũng không ai thay thế được. Anh biết khác biệt rồi chứ. Chú Kiên, sau khi quảng cáo thì phát Gia Nghiên, để tôi dạy anh thêm lần nữa thế nào là trực tiếp. Có đồng tình gì cắt sóng trực tiếp? Không được cắt. Đây là chương trình mà Man gửi cho tôi. Nếu là thật, sẽ là lần trực tiếp bùng nổ nhất trong 10 năm qua. Nếu như anh cắt sóng, tôi và anh đều không biết phải dùng lý do gì để trình bày với công ty. Men và Gia Nghiên, hai phái thực lực cùng hợp tác. Toàn bộ đài tin tức không ai đấu lại họ đâu. Quay lại phần tin tức. Bên kia đầu dây có phóng viên hiện trường của chúng tôi là Trương Gia Nghiên. Gia Nghiên, tình hình bên cô sao rồi? Bây giờ tôi đang đứng ở lề xa lộ mới mở bên ngoài thôn Mỹ Thiện Trà Quả Lĩnh.
Ở đây chúng tôi phát hiện có một bộ thiết bị phát sóng trạm vô tuyến. Bây giờ trong tay tôi có một thiết bị kiểm tra điện từ tần số cao cùng theo dõi chỉ số của nó. Là vượt quá 3.000 microwatt, cao hơn gấp 3 lần so với mức độ an toàn mà bác sĩ đề nghị. Mày đừng kéo tao, tao nhất định phải tiêu diệt nó. Loại người như nó, làm gì không làm. Mày đúng là hèn hạ, mày muốn làm tiểu tam. Mày làm ba, tao chết con không trời. Có làm tiểu tam mà ba. Mày không có làm cái gì, tất cả mọi người bên ngoài đều biết mày đang làm tiểu tam. Họ đổ quan cho mày con lấy lung tung thôi ba. Con không làm tiểu tam, bọn họ du không còn lý nào con làm tiểu tam chứ ba. Mày không nói dối chứ. Con không có, ba tin con đi. Thật sao? Ba. Sóng điện từ tần số cao không làm người ta bị bệnh tâm thần, nhưng tần số cao dẫn tới đau đầu, ù tai, buồn nôn, có thể làm cho bệnh tình của người bệnh trở nặng. Thực ra có rất nhiều người bị bệnh tâm thần, các giác quan của họ rất nhạy cảm. Thí dụ như âm thanh tần số cao và ánh sáng. Có thể do nguyên nhân đó, chúng ta thấy ông ta bịt kín tất cả cửa sổ. Bà không trách con nữa, hả? Ông à, ông bình tĩnh chút đi. Anh làm gì vậy? Nó là ai hả? Bỏ con dao xuống đi. Đừng mà ba. Không được bước tới, tôi sẽ giết nó. Mà bỏ con dao xuống. Dựa theo quan sát của người dân, trạm này đã được lắp đặt khoảng một tháng nay. So với thời gian bệnh tình của nghi phạm trở nặng là trùng khớp. Phải, cho nên đồng loại từ vụ án đã bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ tần số cao. Bỏ con dao xuống đi. Bỏ con dao xuống đi ba. Tụi nó bỏ con dao xuống. Ba. Ông bỏ dao xuống đi. Để xác định sự thật giả, chúng tôi đã mời nhân viên kỹ thuật của bộ phận hữu quan lập tức ngắt thiết bị đó. Và có giúp được nghi phạm không? Mau bỏ dao xuống. Mau lên. Đừng mà ba. Đừng mà. Rồi hình ảnh cũng cho thấy con tin đã được cứu. Nghi phạm bị mấy cảnh sát khống chế. Có thể nhìn thấy tâm trạng của ông ta đã bình tĩnh lại. Còn con tin nữ đó, vị trí trên cổ rõ ràng bị đỏ. Tin chắc là vết dao vừa rồi của nghi phạm gây ra. Vụ uy hiếp con tin kéo dài hơn 4 tiếng xảy ra ở thôn Mỹ Thiện, Trà Quả, Lĩnh. Cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết. Có tin tức mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến quý vị vào tin tức tối nay. Vụ việc lần này đã tạo ra vài vấn đề đáng quan tâm và xem xét, trong đó bao gồm hoàn cảnh của người bệnh tâm thần và người thân của họ. Các báo đài khác bấy lâu luôn đưa tin nói ông ta chém người, nổ súng, cảnh sát cũng bố trí chờ lệnh, suýt chút nữa gây ra bi kịch. Nhưng thật ra tất cả đều do hiểu lầm gây ra. Thật ra phải làm sao mới có thể loại bỏ suy nghĩ định kiến đi? Hy vọng mọi người trong xã hội có thể gạt bỏ thành kiến, chú tâm quan sát, nhìn kỹ sự thật. Tin giờ vàng tối nay đã kết thúc. Tôi là biên tập viên Văn Tuệ Tâm. Tối mai gặp lại. Ok, cảm ơn mọi người. Chị Men, chị nói hay lắm đó. Tưởng mai có chị Men dẫn dắt đội quân của chúng ta mới lấy được sự độc quyền toàn Hồng Kông. Theo tôi thấy, chị Men mới là nữ hoàng tin tức. Chưa nói đã biết là thần. Là nữ thần tin tức. Hoan hô chị Men.